Một lượng lớn hàng hóa được xác định là nhân bánh trung thu chế biến sẵn nhưng chất lượng không đảm bảo đã bị liên ngành chức năng Cục Cảnh sát Môi trường, Đội Quản lý Thị trường số 11 và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện đêm qua tại địa chỉ số nhà 523 Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Qua kiểm tra ban đầu, chủ hàng chưa cung cấp được các chứng từ liên quan. 1/3 trong số hàng này là lòng đỏ trứng gia cầm đã có dấu hiệu biến chất. Toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ. Qua kiểm đếm có 50 thùng các tông có ghi cơ sở sản xuất là công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân có trụ sở tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm bên trong là lòng đỏ trứng gia cầm với số lượng 1.000 quả mỗi thùng. Trên vỏ hộp không ghi ngày tháng sản xuất và niên hạn sử dụng. Số lòng đỏ trứng gia cầm trong các bao ni lông đã có dấu hiệu chảy nước, cho thấy không được bảo quản đúng nhiệt độ âm 10 độ C khi vận chuyển như được ghi trên vỏ thùng. Bên trong 100 thùng các tông khác là hai loại chất dẻo có màu nâu và màu vàng nhạt đã được đóng thành từng bánh với trọng lượng 5 kg, tổng cộng là khoảng 2 tấn. Ngoài những dòng chữ nước ngoài được in bên ngoài túi ni lông, không có bất kỳ một loại nhãn mác nào. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.